Mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Lâu nay thì em cũng ít đi quán vì dịch bệnh lan mạnh. Mỗi ngày nhặt khoảng tầm 5-6 nghìn. Rất là kinh khủng. Thì hôm nay nhân dịp nghỉ lễ thì em có đi mua vật vài đồ. Thì nhân tiện em có thấy đây có một hai con súp nó mới em quay mới mới có quay cho quý vị cùng xem. Ở đây có một con Yamaha NS-SW30 quý vị. Con này thì công suất 25W. Con này thì giá là 3.000, cả thuế vào là 3.300. 3.300 tương đương khoảng tầm 750.000. 757.000 70.000 đấy, nói chung là dưới 800.000. Thông tin của nó thì ở phía sau. Em sẽ quay quý vị cùng xem. Yamaha Corporation 100V 25W 50Hz. Made in Indonesia, có một dây và đây có một cái dây từ súp này về âm ly. Con này ngoại hình rất đẹp, tầm 90% trở lên. Cân nặng của nó thì cũng khá là nặng, tầm chắc tầm 7, 8, 8, 9 cân gì đó. Rất đẹp. Màu vàng này thì rất là đẹp. Indonesia. Hóa chất đây thì không có cái thông số sản xuất năm nào nữa, chỉ có mỗi cái là công suất thôi. Kích thước thì 30, kích thước thì 30 30 30 3 chiều 30 gì đó. Giờ này thì có đế nó cao hơn chút, đó là ok. 25W. Còn bên này thì có một con gì đây, Yamaha NS-P210. Con này là một bộ súp gồm và 5.1 là bao gồm cả 5 loa con bên cạnh, 4 loa con bên cạnh và một cái súp này. Con súp này thì có công suất là 50W và mấy cái loa con thì 30W. Con này thì có giá 5.000, 5.000, 5.500 cả thuế, tương đương khoảng tầm 1 triệu 2 bao nhiêu đấy. Thông tin phía sau em quay quý vị cùng xem. Con này đầy đủ, đầy đủ hết giấy gì nhỉ, dây rồi đầy đủ hết nhá. Con này thì made in China thôi. China thì con này cũng không đẹp lắm, mà cái ngoại hình nó cũng cái màng này nó bám bụi khá là tợn. Cái 50W thì cũng khá là ok. Nó bán cả bộ này cho quý vị nhá, không phải là một cái này đâu, mà giá này đâu, cả tất cả đấy. Bên này thì vẫn còn một con DW33 này đợt trước. Con này thì công suất cực đại là 60W. 4 nút ở đây. 2 nút vặn và 2 nút nhấn. Đời nông DW33. Con này đây có ghi đây. Là loa một way, hai speaker. Một way, một way, hai speaker. Đây, tên vào dưới đây. Đây thì 60W cực đại, line in là 40 kilo ohm và 2 in 44 à 47 kilo ohm và 4.7 kilo ohm 2 in. Đó là super woofer. Thông tin thì nó là sản xuất ở Made in China. Đàn ông đa số Made in China. AC là 100V 37W. Cực đại là 60W và công và tần số là 50-60Hz. Đây là bên Nhật thì nó có hai tần số, một tần số ở vùng miền Nam là 60Hz và miền Bắc thì là hình là 50Hz hay là ngược lại gì đó, nhưng mà nó sử dụng hai tần số đấy. Nên là người ta sẽ làm thường thường vậy. Trên này thì vẫn còn em súp pháo của bầu này thì vẫn nằm đây từ đợt trước. Đây còn bộ bầu sao tút 130. Con này thì khá đắt, chắc phải 16 triệu. Bên này gồm đầu điều khiển, dây súp, loa Panasonic nó đứng đấy. Thì bên này có hai bộ bao component 5, giá là khá là đắt. Đây có một bộ dàn Yamaha này, bộ dàn lung tung này thôi, em sẽ quay nữa. Bên này thì có một cái loa gì đây, đơn ông DHT S313 8800. Và bây giờ này là có cái loa
của nó. Nó là một bộ dàn như vậy. Loa như kiểu là dòng sao ba. Đó, thì hôm nay thì có mấy cái loa lật mặt vậy thôi. Em quay quý vị anh chị của chú cùng tham khảo. Lâu ngày em quay trở lại quán mua đồ, mua mấy cái cần câu cuối tuần được nghỉ lễ đi ra câu linh tinh. Đó, thì em xin kết thúc video ngắn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú trong các video lần sau. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.